Ông Park và huấn luyện viên Shin Tae-yong không bắt tay nhau. Hôm ngày 5 tháng 1, huấn luyện viên Park Hang-seo kết thúc buổi họp báo sớm theo cách chóng vánh nhất. Ông Park chỉ trả lời một câu hỏi rồi đứng dậy ra về. Tại vòng bảng, huấn luyện viên Shin Tae-yong đều bắt tay huấn luyện viên của Campuchia, Brunei, Thái Lan và Philippines, nhưng không có cái bắt tay nào giữa huấn luyện viên Shin và huấn luyện viên Park. Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo rời phòng họp báo sớm, CNN Indonesia bình luận. Huấn luyện viên Park Hang-seo trả lời một câu hỏi duy nhất: "Tôi tính cho đội tập bình thường. Do trời mưa nên chúng tôi tập ở khách sạn vào hôm qua. Nếu vì an ninh mà đổi giờ lên 16:30 thì cũng không biết là sắp tới tổ chức giải U20 World Cup Indonesia làm chủ nhà như thế nào." Thực tế, huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-yong đã không còn bắt tay nhau sau trận đấu vòng bảng AFF Cup 2020. Ông Park không hài lòng với việc cầu thủ Indonesia có nhiều pha chơi xấu. Ông Park cũng không bắt tay huấn luyện viên Shin ở SEA Games 31. Ngoài tâm điểm về màn đoạn tài giữa ông Park và huấn luyện viên Shin, một vấn đề quan trọng là công tác an ninh ở trận Indonesia và Việt Nam. Chủ tịch VFF đã gửi thư cho Liên đoàn bóng đá Indonesia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á. Ông Trần Quốc Tuấn đề nghị PSSI và AFF tăng cường công tác an ninh cho trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam. Trước những yêu cầu của VFF, trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đã được tăng cường về an ninh. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã cử người đến Indonesia để hỗ trợ cho trận bán kết. Hai chuyên gia an ninh của FIFA và hai giám sát trận đấu là nhiệm vụ ở trận Indonesia và Việt Nam. Đây là mức độ tăng cường chưa từng có ở sân chơi AFF Cup. Trận bán kết lượt về giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tại sân Mỹ Đình. Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày. Và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị!